nào bác thấy cháu nhá, lên đây đóng giả là con bác là cô nhã, đóng giả là vợ bác nhá, bác sẽ hát như này để cháu hãy lắng nghe cho nó được không nhá. Vợ anh theo anh ra ngay, cả hai gắng sức kéo lên, hay dô nhưng mà tay vẫn không lên được. Rồi cu con theo ra ngay, là ba gắng sức kéo lên, hay dô lên rồi cây đã tung lên rồi. Ôi trời ơi, đi sao đây rồi? Các cháu ạ, bài hát muốn nói với chúng ta rằng nếu mọi người biết đoàn kết giúp yêu nhau thì làm việc gì cũng sẽ thành công đấy. Thế khi các cháu ở lớp, khi các cháu muốn hoàn thành một công việc gì mà một mình các cháu không làm được thì lúc đấy các cháu nên làm gì nhỉ? Chúng mình nên làm giúp bạn. Giúp bạn. Giúp bạn. Khi bạn không làm được chúng mình nên giúp bạn đúng không? Thì khi bạn thân các con không làm được thì chúng mình làm gì nhỉ? Gọi ai nhỉ? Gọi bạn của mình đúng không? Các con có thể gọi người khác giúp đỡ này, gọi người lớn, gọi cô giáo hoặc là nhờ bạn đến giúp mình hoàn thành công việc đúng không? Thế khi chơi với bạn chúng mình chơi như thế nào nhỉ? Ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn chơi thế nào nữa? Không chơi giành đồ chơi của bạn đúng không? Nếu các cháu biết gọi nhờ người giúp đỡ khi các cháu có khó khăn này, chơi với bạn không chơi giành đồ chơi của bạn như thế là rất là ngoan đấy. Bác tặng cho cô giáo và các cháu cây rau này để về nấu một bữa thật ngon nhá. Có thích không? Bây giờ bác muốn các cháu
lâu nhất. Thì bác hát đến câu rồi các cháu theo ra ngay, thì các cháu hãy lên bám ra phía sau của bác giúp bác nhổ cây rau nhé. Và bác muốn nhờ một cháu lên đây làm một cây rau trong vườn rau của bác nào, là bác nhờ cháu nào. Nào, một cái rau rất là con ngồi ra giữa này à, con ngồi ra giữa đây, đó là giữa đây. À đúng rồi, cái rau này, cái rau này mọc thấp hơn tí. Nào, các cháu hãy nghe nhà hát cùng với bác nhổ cây rau nhá. Cây rau to to to, mình anh em sẽ kéo lên. Hay gió nhưng mà cây vẫn không nên được. Rồi các cháu theo ra ngay, cùng nhau em sẽ kéo lên. Hay gió lên rồi cây đã cầm lên rồi. Sướng nhỉ. Đổ rau các bác thích không? Bác cảm ơn các cháu rất là nhiều. Các cháu biết không? Để có được những cây rau tươi ngon như thế này thì hàng ngày bác phải làm những công việc gì nhỉ? Vất vả. À, rất là vất vả, nhưng mà công việc của bác phải làm những công việc gì? Việc gì nhỉ? Bác làm những việc gì? Cuốc đất. À, tìm cuốc. Cuốc đất. Cuốc đất, trồng rau, tưới rau. Bác sầu. Rất nhiều việc đúng không? Đúng rồi đấy các con ạ. Hàng ngày bác nông dân phải làm rất là nhiều các công việc vất vả. Và để làm ra lúa, gạo, rau quả cho các con ăn đấy. Vâng. Các con hãy cảm ơn các nông dân đi nào. Cháu cảm ơn các nông dân. Các con có muốn được làm những công việc giống như các nông dân không? Có. Vậy cô sẽ mời các con tham gia vào trò chơi tập làm bác nông dân. Để chơi được trò chơi này, các con hãy chú ý quan sát những hành động của bác nông dân, rồi làm theo trên nền nhạc. Nếu nhạc nhanh thì các con hãy làm những động tác đó nhanh lên. Đúng rồi. Còn nhạc chậm thì các con hãy làm những động tác đó chậm lại. Các con đã rõ chưa nào? Rõ chưa? Chúng mình đã rõ chưa nhỉ? Vâng. Đã sẵn sàng là các bác nông dân chưa? Thế thì hãy quan sát xem bác làm gì nhớ. Nào hãy ngồi đẹp và quan sát thật tinh này. Xem bác làm gì đây nhá. Cuốc đất. Giỏi thế nhở? Sao bạn giỏi thế, bác chưa định làm mà đã bảo bây giờ cũng đã thử xem, nhìn kỹ lại cho phải bác cũng đắp rồi đó nhá. Chưa chắc là bác cũng đắp đâu, nhìn kỹ lại nhé. Thế thì bây giờ này, bác có rất nhiều dụng cụ đây.
Quốc. Quốc và gì nhỉ? Cào. À, quốc và cào để làm đất. Và riêng. Riêng. Sắc. Lưỡi nó gì như nào? Rất là nhọn và sắc đúng không? Cho nên khi sử dụng chúng mình sẽ làm gì? Phải cẩn thận đúng không? Nếu không cầm vào nó sẽ bị làm sao đấy? Đứt tay đi nhớ, các cháu nhớ chưa? Ừ đúng rồi, các cháu đưa lên mặt không là xước mặt. Bác muốn các cháu nhóm bên này sẽ sử dụng cuốc và cào làm đất giúp bác nhé. Các bạn ở giữa sẽ lấy cuốc đi gieo hạt vào vườn giúp bác này. Còn nhóm các bạn này sẽ giúp bác gặt lúa, các cháu nhớ chưa? Nào mời các cháu nhẹ nhàng lên lấy dụng cụ và giúp bác làm việc nào. Nhẹ nhàng thôi, kéo vào người lên con. Cẩn thận nhớ, sắc lắm đấy. Đổ hết con. Đây, cho đất này hãy giúp bác làm việc nào. Các bác này hãy làm đất cho giúp bác chỗ này nhá. Nào, con đứng ra. Nào, chúng mình hãy nghe nhạc và làm. Làm đất giúp bác, con cầm cuốc cẩn thận. Cúi lên xuống, cuốc mạnh ra hết tỉnh rồi mới tơi đất ra được. À, anh kia anh cuốc rồi. Giờ điều nào mà thế? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, rồi nhanh tay lên. Trời ơi, thế rất là giỏi. Nhanh tay, công việc đã kết thúc rồi. Bác cảm ơn tất cả các cháu nào. Các cháu hãy cất dụng cụ lại đây giúp bác nào. Tránh. Con nào, cô mấy con nào, cô có thể hát gì con? Chú
bài hát này nhé. Các con biết không, cánh đồng lúa có lúc thì reo vui, thì có những cơn gió thổi qua, có lúc lại chịu lạnh, thì những hòn lúa đã chín vào đấy. Các con hãy làm những cây lúa đẹp nhất cho cánh đồng lúa của con nhé. Con đồng ý không nào? Nào, rồi các con hãy lên lấy và làm những cánh đồng lúa của con. Đậu cho nó. Chào các bạn.